Vũ Hồng xin chào quý cô chú anh chị và các bạn đã trở lại kênh Bán Nhà Chính Chủ Sa Thành. Hôm nay Vũ Hồng sẽ giới thiệu đến cô chú anh chị và các bạn một cái nền đất nằm ở cái đường Phạm Văn Kiệt, xã ấp Trí Đồ, xã Bình Đông, thị xã Rò Công, tỉnh Tiền Giang, nằm gần cầu Mỹ Lợi ha, cách trạm thu phí cầu Mỹ Lợi khoảng chừng 500m, chưa đầy 500m ha. Thì đường này là cái đường vào bến phà cũ của phà Mỹ Lợi ha. Thì Vũ Hồng sẽ review để cô chú chị bạn xem nha. Ngang là gần 4m và chiều dài là 20m ha, sổ riêng luôn nha. Đường thì đường này là gọi là đường Phạm Văn Kiệt. Đây là đường Phạm Văn Kiệt, lộ giới là 15m ha. Ấp Văn Hóa, ấp Trí Đồ, xã Bình Đông. Đây trung tâm hành chính của xã Bình Đông luôn ha. Cái nhánh này xuống nhánh phà cũ, còn hướng ra ra thẳng ra ngoài kia thì khoảng 400m là tới đường quốc lộ 50. Rẽ trái là mình sẽ lên cầu Mỹ Lợi. Thì gặp trước khi lên cầu thì có trạm thu phí của cầu Mỹ Lợi. Rẽ phải thì đi về Gò Công, Tiền Giang. Ở đây có con đường mới mở, đường ta. Một con đường mới mở ở đây nè. Đó, vị trí này mới mở qua một con đường ha. Thì từ ra đây ra khoảng 300m thì tới ngoài quốc lộ 50, xong mình rẽ trái thì lên cầu Mỹ Lợi. Bên phải cầu Mỹ Lợi của phía Long An là khu dân cư Phước Đông ha. Ở đây xuống bến phà cũ nè. Ở đây xuống bến phà cũ ha. Còn đây là đi vô. Đây là chùa Phước Vân, xã Bình Đông, ngay trung tâm của xã Bình Đông, ủy ban dân, trung tâm văn hóa, trung tâm thể dục thể thao, trạm y tế, trung tâm y tế. Đó, đường này là đường Phạm Văn Kiệt. Đây, chùa này là chùa Phước Vân. Miếng đất mình nằm đối diện với đội dân phòng ấp Trí Đồ. Đội dân phòng ấp Trí Đồ này ha, miếng đất nằm ở đây. 690 triệu ha. Đó, miếng đất mình ha. Đây là trường này, trường mẫu giáo Bình Đông. Rồi, miếng đất mình nằm đây ha. Ngang là dài hơn 20m và chiều ngang là 4m rồi, dài hơn 20m ha. Sau khi cắt lộ giới còn 20m nha. 690 triệu ha. Cô chú anh chị bạn nào quan tâm thì liên lạc Vũ Hồng qua số điện thoại 0933 79 79 79. Vũ Hồng sẽ chỉ đường, hướng dẫn cho cô chú anh chị bạn xem và gặp chủ nhà để thương lượng thêm ha. Đây. Nó dài lên cuối bức tường phía sau luôn nha. Đó, dài tới phía sau đó luôn. Phía sau có cống thoát nước sẵn rồi nha. Nó tới phía sau đó luôn. Phía sau có con đường á. Đường đó là xuống bến phà cũ á. Rồi, Vũ Hồng xin nhắc lại thông tin của cái miếng đất này ha. Ngang gần 4m và chiều dài á là hơn 20m. Chủ kêu bán là 690 triệu nha, 690 triệu. Đất này mặt tiền đường Phạm Văn Kiệt, đối diện với trường mẫu giáo, xã Bình Đông, huyện thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang. Đó, miếng đất này thì chủ đang kêu bán với giá là 690 triệu nha. Chủ Quyền Hồng mua bán ký công chứng sang tên ha. Rồi, cô chú anh chị bạn nào quan tâm thì liên lạc với Vũ Hồng qua kênh Nhà Đất Tài Thành. Vũ Hồng sẽ trực tiếp dẫn cô chú anh chị bạn đi xem miếng đất. 690 triệu nha. Rồi, Vũ Hồng xin chào ha.
đầu đi lại. Bình Đông chạy vô đối diện với trường học là tới quay trường học chở bố đập ra đây này khu vực trung tâm hành chính của xã nè. Đây là trung tâm của thị Caro, trung tâm của xã Bình Đông ha. Ấp văn hóa Trí Đồ. Oh, tới rồi.